Real Madrid giành thắng 3-2 trước Inter Milan. Đúng như sự kỳ vọng, hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao. Ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, cả hai đều có những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Mãi đến phút thứ 25 của trận đấu, tỷ số mới được mở cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với công đầu thuộc về Benzema. Sau bàn mở tỷ số, Real Madrid là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 33. Người ghi bàn là trung vệ Ramos với pha đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, ngay sau đó Inter Milan đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Lautaro Martinez. Những phút cuối hiệp 1, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ giải lao, Real Madrid chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, Inter Milan đã có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 68 do công của Perisic. Bàn gỡ hòa mang đến sự ưng phần lớn cho Inter Milan, quyết tâm giành chiến thắng. Real Madrid tràn lên tấn công và những nỗ lực đó đã đem lại bàn thắng thứ 3 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở phút thứ 80. Sau một pha chồng biên bên cánh trái, Vinicius căng ngang vào trong để Rodrigo dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cũng tại bảng B, đại diện của nước Đức là Mönchengladbach đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước Shakhtar Donetsk để vươn lên dẫn đầu bảng B với 5 điểm. Kết quả các trận đấu khác tại bảng A, Lokomotiv Moscow hòa Atletico Madrid với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Benfica đánh bại Salzburg với tỷ số 2. Trên sân nhà, FC Porto giành thắng 3 sao trước đại diện của nước Pháp, câu lạc bộ Marseille. 3-0 cũng là chiến thắng của Man City trước Olympiacos. Tại bảng G, nhà đương kim vô địch ngoại Anh, câu lạc bộ Liverpool thắng đậm câu lạc bộ Atalanta với tỷ số 5-0. Cuối cùng, Ajax giành thắng 2-1 trước Midtjylland.